Các bạn đang nghe truyện đầu tư thiên mệnh tộc nhân thực lực của ta là toàn tộc tổng hòa trên kênh TV Audio CV. Chương 494, Hoàng Tuyền Thần Thủy, Thiên Nhân Hợp Nhất. Hai, Nhưng bị người ta ngắt lời như vậy, Khương Hàng vẫn có chút khó chịu. Cùng lúc đó, bên kia, hộ vệ còn chưa ý thức được nguy hiểm sắp giáng lâm. Hắn chỉ vương hai tay ra, dùng hết khí lực toàn thân để thiếu niên chướng mắt trước mắt này, bởi vì dùng sức quá mạnh, sắc mặt của hắn đỏ bừng gân xanh trên trán và cánh tay nổi lên dữ tợn đáng sợ, nhưng tất cả những thứ này đều là phí công. Phương Hàng vẫn đứng tại chỗ, không chút động đậy, giống như không có thứ gì có thể lay động, ngay khi thị vệ sắp chống đỡ không nổi, chuẩn bị từ bỏ. Một trận thanh âm châm chọc khiêu khích bỗng nhiên từ phía sau lưng truyền đến. Hoàng Tam, ngươi có lầm hay không? Một tên tiểu tử chưa đủ lông đủ cánh như vậy mà ngươi cũng không để nổi, nhìn ngươi mệt mỏi thành bộ dáng này, chẳng lẽ dùng hết khí lực trên người tiểu nương ha 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 ta khuyên ngươi vẫn nên ăn nhiều thuốc bổ một chút đi nếu ngươi thực sự không được vậy để ta tới nghe vậy sắc mặt hoàng tam đột nhiên âm trầm xuống trong mắt không khỏi hiện lên một tia hung ác hắn yên lặng quay đầu đánh giá xung quanh xe ngựa chỉ thấy đồng bạn của mình đều đang cười trên nỗi đau của người khác chờ xem kịch vui giờ khắc này hoàng tam không khỏi giận dữ chỉ cảm thấy những âm thanh này càng thêm chói tai ngay sau đó hắn đột nhiên quay đầu lần nữa nhìn về phía thiếu niên trước mắt làm hại mình mất hết mặt mũi, nếu không phải bởi vì ngươi, ta làm sao rơi vào chật vật như vậy? Trong mắt hộ vệ tràn đầy lửa giận. Ý thức được thiếu niên trước mắt có thể là trời sinh thần lực, tuyệt đối không phải mình có thể rung chuyển. Lúc này hắn không còn giấu dốt nữa, bắt đầu điều động nguyên lực dồi dào, muốn người trước mắt này phải trả giá thật lớn, nhưng mà, hắn chỉ vừa mới đưa tay phải ra. thương Hàng vốn còn đang không nhúc nhích, bỗng nhiên có động tác, chỉ thấy Khương Hàng mãnh liệt xoay người, trong mắt lập lòe ánh sáng đỏ. Bốn mắt nhìn nhau. Trong nháy mắt Hoàng Tam cảm giác như rơi vào hầm băng, nội tâm phá lệ phát lạnh, bị dọa đến toàn thân đều không nhúc nhích được. Bỗng nhiên, tay phải Khương Hàng khẽ nhúc nhích, lấy thế xét đánh không kịp bưng tay, bắt được bàn tay Hoàng Tam. Cảm thụ lạnh buốt trong tay, nội tâm Hoàng Sơn lột bột, thần sắc kịch biến, bỗng nhiên cảm thấy không ổn, sau một khắc. Trăng rắc, cùng với một tiếng xương cốt truyền ra làm cho người ta cảm thấy sợn hết cả gai ốc. Toàn bộ bàn tay Hoàng Tam đều bị bóp nát, trở nên huyết nhục mơ hồ, trong chốc lát, cảm giác đau đớn truyền khắp toàn thân, khiến hắn nhịn không được keo lên. Thân thể cũng mất đi cân bằng, đột nhiên quỳ rạp xuống đất, thấy tình hình này, một đám hộ vệ vốn còn đang chế dở bỗng nhiên cả kinh, thần sắc kịch biến, mà động tĩnh bên này cũng khiến cho người xung quanh chú ý rất nhanh, một đám người liền xông tới, bắt đầu nghị luận ầm ĩ thấy tình hình này, Khương Hàng thần sắc không thay đổi, tỉnh táo lạ thường, không có nửa điểm bộ dáng để ý, dù sao đây là thành trì nhà mình, có gì phải sợ. Nương theo thanh âm càng thêm huyên náo. Hoàng Thiên Cường ngồi trong xe ngựa cũng cảm thấy không thích hợp. Hắn nhíu mày, đứng bật dậy kéo rèm vải. ngẩng đầu nhìn phía trước. Một màn đập vào mi mắt khiến sắc mặt hắn ta lập tức trở nên vô cùng khó coi, bởi vì cái gọi là đánh chó cũng phải nhìn mặt chủ nhân. Hoàng Sơn dù nói thế nào, cũng là hộ vệ hoàng gia bọn họ há có thể bị ngoại nhân ức hiếp như vậy càng đừng nói hoàng thiên cường yên lặng ngắm nhìn bốn phía mắt thấy người tụ tập tới càng ngày càng nhiều đồng thời từ trong tiếng thảo luận của những người này đã biết được có người nhận ra thân phận của mình phát giác được điểm này hắn lập tức hiểu được chuyện hôm nay không cách nào giải quyết nếu cứ như vậy buông tha vị tán tu trước mắt này như vậy hôm nay ở trước mặt mọi người ngồi nhìn thủ hạ bị người phế đi một tay mà chuyện chính mình chỉ có thể xám xịt kẹp đuôi rời đi chắc chắn sẽ truyền ra vào ngày đó hắn không hoài nghi tốc độ truyền bá tin tức trong thương ngô thành thật đến lúc đó mặt mũi nhà mình nhất định sẽ bị hao tổn mình lại phải ăn nói với gia tộc như thế nào nghĩ đến đây hoàng thiên cường lại yên lặng nhìn thoáng qua lão giả lưng còng từ trong xe ngựa phía sau đi ra người này chính là thúc tổ của mình cảnh giới tu vi đã đạt tinh luân cảnh cử trọng cách nguyệt luân cảnh chỉ kém một bước lần này đi cùng hắn đến Thương Ngô Thành. Cũng là vì đại biểu gia tộc, đi Thương Ngô Sơn, cùng Khương gia trưởng lão thương lượng chuyện thông gia với vãn bối trong tộc. Vừa nghĩ tới thúc tổ nhà mình thực lực cường hãn đến cực điểm, cũng không phải thiếu niên trước mắt có thể địch. Hoàng Thiên Cường liền trong lòng đại định ngay sau đó, hắn ta mạnh mẽ quay đầu, hung tợn nhìn về phía Khương Hàn. Ngươi là người phương nào? Dám đã thương người của Thượng Tuyền Hoàng gia ta? Có biết chữ chết viết như thế nào? kèm theo giọng nói của Hoàng Thiên Cường vang lên. Cương Hàng nhíu mày. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía trước. Nhìn trận chiến trước mắt, thần sắc hắn tự nhiên. Lại cúi đầu, nhìn về phía Hoàng Tam bị mình bóp nát bàn tay, đang kêu rên không thôi. Cảm thụ sền sệt ướt sũng trong tay. Cương Hàng không khỏi hồi tưởng lại một màn đối phương điều động nguyên lực, chuẩn bị phát động công kích về phía mình vừa rồi. Nếu như mình chỉ là một người bình thường, không nhận thấy được nguy hiểm. Dựa vào nhục thể phàm thai, hắn làm sao có thể chống đỡ được công kích của một vị tu sĩ tử phủ cảnh, cho dù đối phương có chỗ nương tay, dưới một kích, mình cũng nhất định không chết tức thương. Nghĩ đến đây, mặt tối trong lòng Khương Hàng lại lần nữa có dấu hiệu cho tàn lại cháy, sâu trong đáy mắt hắn, cũng lặng lẽ hiện ra một luồng hồng mang phát ra vô tận sát ý, chỉ có điều, đúng lúc này. Thanh âm quần chúng vây xem bỗng nhiên rơi vào trong tay hắn. Ai? không nghĩ tới vị này lại là thiếu gia thượng tuyền hoàng gia, xem ra người này sợ là phải gặp tai ương, đúng vậy, treo chọc ai không treo chọc, lại cứ treo chọc đến bọn họ, phải biết rằng thượng tuyền hoàng gia này không chỉ là thế gia Nguyệt Luân, có được lão tổ cảnh giới Nguyệt Luân tọa trấn, bây giờ còn có một nữ tử sắp gã vào thương ngô khương gia có tầng quan hệ này, đừng nói chỉ là một vị thiếu niên, cho dù là các đại thế lực Nguyệt Luân cũng không dám tùy tiện đắc tội, đều phải cho ba phần tình mọn A. À. Nghe thanh âm chung quanh ánh mắt Khương Hàng khẽ nhúc nhích, sát ý trong lòng lập tức biến mất. Hắn không ngờ người trước mắt lại còn có quan hệ họ hàng với mình, có loại nguồn gốc này ở bên trong. Lại nghĩ tới nơi đây chính là thành trì nhà mình, không cần thiết sinh thêm sự cố, tăng thêm phiền toái cho các tộc nhân. Khương Hàng lắc đầu, tiện tay vung lên, liền hất Hoàng Tam sang một bên. Cuối cùng, hắn cũng không lựa chọn lấy tính mệnh của đối phương, chỉ là phế đi một bàn tay, coi như trừng trị, đợi làm xong tất cả những chuyện này, hắn lần nữa nhìn về phía hoàng thiên cường bởi vì không muốn sinh thêm sự cố lúc này để lộ ra thân phận của mình thương ngô khương gia khương hàn lời vừa nói ra trong nháy mắt dẫn tới oanh động toàn trường không ai có thể ngờ được sự tình lại có thể nên đón sự đảo ngược mà sau khi nghe được tin tức này hoàng thiên cường vốn còn kiêu ngạo chuẩn bị truy cứu trách nhiệm đến cùng trong lòng càng là lột bột bỗng nhiên cảm thấy không ổn tình huống nguy hiểm nhất vẫn đã xảy ra người phế bỏ hoàng tam trưởng này lại là người của thương ngô khương gia. Phải biết lấy uy thế của thương ngô khương gia bây giờ. Cho dù là gia tộc của mình, cũng phải dựa vào hơi thở của đối phương mà sinh sống. Nghĩ tới đây, nội tâm của hắn liền nhịn không được sinh ra một trận sợ hãi mãnh liệt, hắn sợ bởi vì mình đắc tội đối phương, từ đó quấy nhiễu hôn sự của muội muội nhà mình, làm cho nhà mình mất đi thương ngô khương gia che chở, trong lòng Hoàng Thiên Cường vô cùng sợ hãi. Hắn ta vội vàng nhìn về phía Khương Hàng, đang chuẩn bị nói gì đó. Nhưng đánh giá toàn thân đối phương, lại không phát hiện thương ngô lệnh tồn tại. Phát giác được điểm này, đầu tiên là hắn nhẹ nhàng thở ra. Lập tức tức giận từ trong lòng dâng lên, hung tợn nhìn về phía Khương Hàn, hừ. Tiểu tử, ngươi ngược lại rất bình tĩnh, giả vờ giả vịt như vậy, thiếu chút nữa đã lừa gạt đến bản công tử, chỉ là, dám can đảm giả mạo con cháu thương ngô Khương Gia ở trong thương ngô thành, ngươi thật sự là không biết sống chết, thật là to gan, Nghe đến đó, Khương Hàng cao mày, nội tâm càng thêm bực bội. Nhưng đồng thời, trong lòng hắn bỗng nhiên hiện ra một trận nghi hoặc nồng đậm. Vì sao đối phương chắc chắn như vậy, ta không phải người thương ngô Khương gia, nghĩ đến đây, Khương Hà nhịn không được nói. Sao các hạ lại nói như vậy, Hoàng Thiên Cường giận quá hóa cười. Hắn nhìn thoáng qua bốn phía. Chợt duỗi ra ngón tay, chỉ về phía Khương Hàn. Ở trước mắt bao người, lớn tiếng nói, đều nói người của thương ngô Khương gia, ngoại trừ những đứa trẻ không biết chữ kia, người người đều có thương ngô lệnh, cho dù là những người khác họ thành công gả vào thương ngô khương gia, hoặc là cung phụng khác họ, cũng có tư cách đạt được một khối thương ngô lệnh thuộc về mình. Nhưng người này luôn miệng nói mình là người của thương ngô khương gia, nhưng ngay cả một tấm thương ngô lệnh có thể chứng minh thân phận của mình cũng không có, chẳng lẽ không? Buồn cười sao? Nói xong, Hoàng Thiên Cường nhịn không được cười khẩy nói, chỉ bằng ngươi, cũng xứng tự xưng là người của thương ngô khương gia. Ngay cả giả bộ cũng không giống, vẫn là đừng hướng trên mặt mình thiếp vàng, dứt lời, quần chúng vây xem xung quanh trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ, đúng vậy, ta ở bên trong thương ngô thành này, từng nhiều lần gặp người thương ngô khương gia, nhưng bên hông của bọn họ đều đeo thương ngô lệnh do tộc phát ra. Nhưng ở trên người thiếu niên này, ta lại hoàn toàn không nhìn thấy thương ngô lệnh, chẳng lẽ không kỳ quặc khả nghi. Những tộc nhân thương ngô khương gia kia đều mặc bảo y, ít nhất đều có thể ngạnh kháng công kích của binh khí hoàng giai, nhưng quần áo của hắn lại bình thường như vậy, làm sao có thể nhấc lên nửa điểm quan hệ với thương ngô khương gia, có lẽ không phải là một vị tán tu nghèo rất mùng tơi, hôm nay nói mình là người thương ngô khương gia, chắc hẳn cũng là vì tránh cho hoàng gia vấn trách, lựa chọn dưới tình thế cấp bách xé gia hổ đi, ai, chỉ tiếc thiếu niên này vẫn còn chưa đủ thông minh, tên tuổi. Thương ngô khương gia tất nhiên dùng tốt, nhưng thương ngô lệnh cũng không dễ tìm, chẳng bằng ngụy trang thành một nhật luân thế gia nào đó, còn sẽ không bị vạch trần nhanh như vậy trong thời gian gần đây tên tuổi thương ngô khương gia càng ngày càng nổi. Càng ngày càng có nhiều người vì muốn chiếm tiện nghi. Ở trong thương ngô thành này, hoặc là ở trong thành trì khác, mượn thân phận thương ngô khương gia để hết ăn lại uống. Mới đầu còn không có người có thể phát giác ra bọn hắn thật giả, hoặc là không dám kiểm tra ra đối phương thật giả, trừ khi thu hoạch được đầy đủ chứng cứ. Dù sao nếu là giả, nhiều nhất cũng chỉ là tổn thất một khoản tài nguyên không đau không ngứa mà thôi. Nhưng nếu là thật, kiểm tra một phen, vậy thì dễ dàng mạo phạm đến đối phương từ đó đắc tội thương ngô khương gia nguyên nhân chính là như thế mới khiến cho những đồ giả mạo này càng hung hăng ngang ngược nhưng mà nương theo thương ngô khương gia phổ cập thương ngô lệnh ra những ngày tháng tốt lành của đồ giả mạo này cũng kết thúc càng ngày càng có nhiều tu sĩ biết được con cháu thương ngô khương gia người người đều nắm giữ thương ngô lệnh mà thương ngô lệnh bởi vì không cách nào mô phỏng liền trở thành bằng chứng trọng yếu để phân biệt thân phận tộc nhân thương ngô khương là thật hay giả bên kia nghe được lời nói của hoàng thiên cường trong mắt khương hà như có điều suy nghĩ cảm thấy hơi nghi hoặc một chút thương ngô lệnh đây là vật gì trước khi ta rời nhà chưa từng nghe nói qua vật này bởi vì thời gian cấp bách nên rời khỏi địa ma giáo tương đối gấp cho nên hắn chỉ đại khái hiểu rõ một chút đại sự trong nhà liền vô cùng lo lắng chạy đến thương ngô thành cho nên cũng không biết được tin tức có liên quan đến thương ngô lệnh. Chỉ có điều, chuyện này cũng không quan trọng. Nếu không có thương ngô lệnh, không chứng minh được thân phận của ta, vậy liền rời đi. Khương Hàng lắc đầu, lập tức xoay người, chuẩn bị rời đi, không muốn tiếp tục dây dưa với những người này. Nhưng mà, hắn chỉ vừa bước ra chân phải. Hoàng Thiên Cường ở phía sau lại không vui, ha ha, bị ta vạch trần thân phận, còn muốn rời đi, người đã thương ta, ngươi có thể đi được sao nói xong hắn vội vàng quay đầu nhìn về phía lão giả bên cạnh thúc tổ mặt mũi hoàng gia ta không thể để mất xin người ra tay bắt lấy tiểu tử này vừa vạn người này giả mạo người thương ngô khương gia đợi chúng ta giáo huấn một hai lại bắt đến phủ thành chủ giao cho khương thành chủ xử trí nghe vậy lão giả gật đầu ha ha mặt mũi gia tộc há ngoại nhân có thể tùy ý chà đạp đến tục cùng nên làm như thế nào lão phu tự nhiên hiểu rõ cường nhi ngươi chờ thuốc tổ bắt người này đến, vừa dứt lời, thân hình lão giả bỗng nhiên xuất hiện trước người Khương Hàng, chặn đường đi của hắn, hành động này trong nháy mắt khiến cho một trận kinh hô, dưới ánh mắt chăm chú của mọi người xung quanh. Lão giả trầm giọng nói, người trẻ tuổi, đã đến rồi, không cần đi nữa, nói xong, hắn đột nhiên xuất thủ. Bởi vì cố kỵ vận dụng nguyên lực, sẽ trực tiếp lấy tính mệnh của đối phương. Cho nên chỉ lấy lực lượng nhục thân đơn thuần ra tay, thăm dò đến trước người đối phương, muốn bắt lấy hắn, Thấy tình hình này, Khương Hàng không khỏi trận to hai mắt, cảm thấy vô cùng tức giận, lúc không nhịn được thì không cần phải nhịn nữa, hắn bỗng nhiên thi triển động thuộc viên mãn, biến mất tại chỗ, tránh công kích. Tốc độ của tiểu tử này thật nhanh, lão giả trong lòng cả kinh. Còn không đợi tìm được tung tích của đối phương, liền cảm giác sau lưng bỗng nhiên vọt tới một trận hàng ý thấu xương, lão giả bỗng nhiên cảm thấy sợn tóc gáy, lông tơ toàn thân nổ tung. Hắn ta đột nhiên xoay người, đấm ra một quyền, ầm một tiếng trầm đục truyền ra truyền khắp bốn phía sóng khí cực nóng khoét tán ra quét sạch bốn phía khiến cho tất cả quần chúng vây xem liên tục rút lui mà lúc này lão giả ngẩng đầu vẻ mặt ngạc nhiên chỉ thấy nắm đấm của mình thế mà bị thiếu niên trước mắt cứng rắn tiếp nhận nắm ở lòng bàn tay không thể tiến thêm cái này làm sao có thể thần sắc hắn hoảng sợ bộ dáng như gặp quỷ nhưng rất nhanh bằng vào năng lực cảm giác cường đại Hắn lại mơ hồ phát giác ra khí tức đối phương tiết ra ngoài. Cổ khí tức này, ngươi là chân nhân tinh luân cảnh. Đồng tử lão giả co rụt lại, bờ môi khẽ nhất, lâm vào trong kinh ngạc thật lớn. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Thiếu niên không bị bọn họ để vào trong mắt này, cảm giác như có thể tiện tay đắng đo, vậy mà cùng mình ở vào cùng một cảnh giới. Cùng lúc đó, nương theo thanh âm lão giả vang lên. Hoàng Thiên Cường cũng trợn tròn hai mắt cảm thấy ngoài ý muốn. Đùa gì thế? Một thiếu niên la nhìn như bình thường như vậy, lại là một vị chân nhân tinh quân. Ngoài kinh ngạc, không khỏi cảm thấy có chút khó giải quyết. Có thể ở tuổi như vậy đã có được tu vi tinh luân cảnh, thiên phú cường hãn nhất định không phải hạng người vô danh, chỉ sợ bối cảnh phía sau không nhỏ, nếu không phải thương ngô khương gia, cũng không thể kinh thường. Nghĩ tới đây, Hoàng Thiên Cường lập tức nhìn về phía Khương Hàng, nhịn không được dò hỏi, rốt cuộc ngươi là ai? Sau khi chứng kiến thiên phú đáng sợ của đối phương, lần này, lực lượng trong lời nói của hắn đã không đủ, trong lòng càng thêm không chắc chắn, Khương Hàng tiện tay hất lên, năm ngón tay hơi nới lỏng, trong nháy mắt ném tinh luân lão giả ra xa hơn trăm mét. Hắn quay đầu nhìn về phía Hoàng Thiên Cường, chuẩn bị một lần nữa cho thấy thân phận của mình. Nhưng vào lúc này, một giọng nói non nớt bỗng nhiên truyền ra từ trong đám người, Hàng ca, vừa dứt lời. Khương Hàng nuốt lại lời định nói chợt men theo phương hướng đầu nguồn âm thanh nhìn lại sau một khắc một bóng người quen thuộc đập vào mắt đó là một vị thiếu niên mặc cẩm y mặc lộng lẫy cương hàn đánh giá vài lần đột nhiên hắn lộ vẻ vui mừng nhận ra vị cố nhân này linh sinh hắn hoàn toàn không ngờ rằng chính mình còn chưa đặt chân đến thương ngô sơn đã gặp được một người quen trước đối phương tên là khương linh sinh chính là bạn chơi từ nhỏ đến lớn lúc ở tuyền thông thành, sau đó nhất mạch thông suốt nhập vào thương ngô sơn. Đối phương cũng giống như mình, đều gia nhập thiên cương nhất mạch. Cùng lúc đó, nương theo Khương Linh Sinh xuất hiện. Hiện trường giống như nước nóng được đun sôi, lần nữa rơi vào một mảnh xôn xao, trong đám người thỉnh thoảng có giọng nói vang lên, bên hông hắn treo thương ngô lệnh, là người của thương ngô Khương Gia, không tệ. Ta biết hắn, hắn là thương ngô Khương Gia, Khương Linh Sinh của Thiên Cương Nhất Mạch. Gia Gia hắn càng là Thiên Cương Mạch chủ Khương Hoàng Dương, hắn gọi người này là Hàng Ca, chẳng lẽ người này tên thật là Khương Hàng, chính là người của Thương Ngô Khương Gia, ha ha, nếu thật sự là người của Thương Ngô Khương Gia, như vậy bây giờ có thể chơi được rồi, quả nhiên là lũ lục cuốn trôi miếu Long Vương, Hoàng Gia này sợ là đá trúng tấm sắt rồi. Thật sự là kỳ quái, nếu như người này thật sự là người của Thương Ngô Khương Gia, vì sao không có Thương Ngô lệnh? Thật sự là quái tai, Quái tai a, à, tiếng bàn tán của mọi người rơi vào trong tai Hoàng Thiên Cường, trong nháy mắt đã dọa cho lão ta sợ tới mức sắc mặt trắng bệch. Bởi vì chuyện của muội muội nhà mình, cho nên hắn từng nhiều lần đi vào Thư Ngô thành, từng quen biết với người của Thư Ngô Khương gia. Mà Khương Linh Sinh này có thân phận tôn quý, gia gia chính là mạch chủ Thiên Cương cảnh, là đối tượng mà mình cần phải nịnh nọt. Nhưng chính là người như vậy, lại còn xưng hô Khương Hàn là ca, nghĩ đến đây, Hoàng Thiên Cường càng thêm hoảng hốt vội vàng đi đến trước người khương linh sinh vì xác nhận thân phận của khương Hàng, hắn khúng núng nói tiểu nhân là hoàng thiên cường của thượng tuyền hoàng gia được quý tộc coi trọng xá muội ít ngày nữa sẽ gả vào quý tộc chỉ là hiện giờ không cẩn thận xảy ra hiểu lầm với vị gia gia này dẫn tới một chút xung đột ta không biết khương gia quý tử ở trước mắt quả nhiên là mắt bị mù hôm nay ta muốn bồi tội mong linh sinh thiếu gia báo cho biết thân phận vị gia này đại ân không lời nào cảm tạ hết được về sau chỗ hữu dụng với tiểu nhân, cứ việc nói là được, lời vừa nói ra. Thần sắc Khương Linh Sinh hơi dịu đi một chút. Hắn liếc Hoàng Thiên Cường một cái, lạnh lùng nói, ngươi hãy nghe cho kỹ, hắn họ Khương, tên Hàng, chính là tộc huynh ta kính yêu nhất, tộc huynh từ nhỏ đã chiếu cố ta nhiều, chuyện của hắn chính là chuyện của ta, vừa rồi ta chợt nghe động tĩnh bên này, tò mò tới xem. Nhưng không ngờ hoàng gia các ngươi lại dám để lão già này ra tay với hàng ca ta, hoàng gia các ngươi thật to gan, thật là muốn khi dễ thương ngô khương gia ta không người. Hay là nói, cần mời khương thần tộc huynh của ta đi đến thượng tuyền hoàng gia các ngươi làm khách mấy ngày, lời vừa nói ra, trong nháy mắt dọa cho hoàng thiên cường nội tâm kinh hải không thôi, phải biết rằng khương thần là nhân vật hung tàn đáng sợ cỡ nào, không chỉ làm việc bá đạo bao che khuyết điểm, còn có phong thái của khương tộc trưởng. Một thân chiến lực mạnh mẽ, càng là mạnh đến mức có chút khoa trương dọa người, thậm chí không hề khoa trương mà nói, cho dù lão tổ nhà mình không bị thương nặng, còn ở thời kỳ toàn thịnh, cũng đại khái không phải là địch thủ của Khương thần này, nếu thật để nhân vật khủng bố như vậy đi đến nhà Khương gia của bọn họ một chuyến, vậy còn đến đâu? Nghĩ đến đây, Hoàng Thiên Cường lập tức quỳ xuống, cầu xin tha thứ. Khương thần chân nhân này bình thường bận rộn biết bao. Sao có thể lãng phí thời gian ở trên thân loại người như chúng ta? Lần này ta để thúc tổ xuất thủ, xác thực thiếu sót, có chút không cân nhắc. Bây giờ, ta nguyện đại biểu thượng tuyền hoàng gia, bày tỏ thành tâm xin lỗi hàng thiếu gia, việc này đúng là chúng ta sai rồi lần này ta ra ngoài cũng tương đối gấp, trong tay không mang theo lễ vật thích hợp, nhưng chờ ta trở về gia tộc, lần sau nhất định sẽ đến nhà bái phỏng tạ lỗi. Hoàng Thiên Cường hiểu rõ nhà mình còn không thể mất đi chỗ dựa là thương ngô khương gia, chỉ có thể điên cuồng cầu xin tha thứ. Mà lão giả Tinh Luân cũng hiểu được tính nghiêm trọng của sự việc, lập tức trở lại bên cạnh Hoàng Thiên Cường, cùng nhau bồi tội với Khương Hàng, thấy tình hình này, Khương Linh Sinh lắc đầu. Con cháu Khương Gia, đồng khí liên chi. Người ngoài nếu dám can đảm bắt nạt, Tự nhiên phải lấy lại danh dự. Chỉ bất quá, trước đó Khương Linh Sinh nhìn về phía Khương Hàn, nhẹ giọng nói: "Hàn ca, ngươi xem lúc trước khi ngươi rời khỏi Thương Ngô Sơn, cũng không nói cho tiểu đệ ta một tiếng, sau đó vẫn là ta tự mình đi hỏi thăm, mới biết được ngươi xuất sơn du lịch. Chỉ là bây giờ mấy tháng không gặp, ngươi bỗng nhiên trở về, cũng không nói trước một tiếng." Lẩm bẩm vài câu, biểu đạt một chút tưởng niệm. Chợt lời nói xoay chuyển, tiếp tục nói: ngươi xem ngươi vừa mới tới thương ngô thành, hoàng gia này đã to gan lớn mật, muốn ra tay với ngươi, theo ngươi bây giờ nên xử trí như thế nào, nghe đến đó, Khương Hàng còn đắm chìm trong niềm vui khi gặp lại cố nhân, thấy thái độ của đối phương thành khẩn, làm sao còn để ý đến nhân vật nhỏ như đối phương, hắn lập tức khoát tay áo, đây chỉ là việc nhỏ không đáng nhắc đến mà thôi, bây giờ trở lại thương ngô sơn mới là đại sự. Khương Linh Sinh khẽ vuốt cầm, nhìn về phía Hoàng Thiên Cường, thuận miệng nói, coi như vận khí tiểu tử ngươi không tệ, hôm nay hàng ca đại nhân ta không so đo với ngươi, ngươi đi đi tiếng nói vừa phát ra. Hoàng thiên cường lại không nhúc nhích tí nào, vẫn quỳ gối tại chỗ. Giờ phút này, bởi vì sợ Khương Hàng Thu sẽ tính sổ nên hắn cũng không dám lập tức rời đi. Vì để tránh cho chuyện ngoài ý muốn phát sinh, hắn cẩn thận, dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, không chút do dự dơ bàn tay lên, hướng về phía mặt mình, liên tiếp tác ra hơn 10 cái, trong lúc nhất thời, toàn trường đều vang lên một trận tiếng vỗ tay thanh thúy mà lúc này hoàng thiên cường vô cùng thành khẩn nói vị gia này vừa rồi là ta có mắt không thấy núi nhìn lầm mạo phạm ngài còn nói lời ác độc với ngài tiểu nhân nhìn a à, ta đây nên đánh mắt thấy hoàng thiên cường bắt đầu sưng đỏ lên với tốc độ mắt thường có thể thấy được người vây xem xung quanh đều tặc lưỡi không thôi nhịn không được mà hít vào một mụn khí lạnh chỉ dựa vào một cái danh hiệu đã có thể khiến cho thiếu chủ của thế gia đỉnh cấp thượng tuyền hoàng gia trong lãnh thổ thiên đô phủ từ bỏ tôn nghiêm lựa chọn cúi đầu nhận sai, nhận lỗi. Thậm chí còn tự tác mình, tranh thủ thông cảm trước mắt bao người. Thương ngô khương gia này quả nhiên là uy phong đến cực điểm sau khi cảm nhận được bốn chữ thương ngô khương gia ẩn chứa kim lượng, mọi người cảm thấy cực kỳ kính sợ, trong lòng không khỏi hướng tới, hận chính mình vì sao không phải là một thành viên của thương ngô sơn. Nếu như chúng ta cũng là tộc nhân của thương ngô khương gia, sinh hoạt dưới sự che chở của khương tộc trưởng tộc, không ai có thể tùy ý bắt nạt chúng ta, như vậy đây là một chuyện tốt đẹp cỡ nào ý nghĩ này không hẹn mà cùng xuất hiện ở trong lòng rất nhiều người đồng thời nhanh chóng mọc rễ nảy mầm mà sau khi nhìn thấy hết thảy những thứ trước mắt khương hàn lại có thêm hiểu biết mới về uy thế của nhà mình hắn yên lặng nhìn quanh bốn phía nhìn quần chúng trầm mặc vây xem càng thêm hiểu rõ bốn chữ thương ngô khương gia này đến tột cùng đại biểu cho cái gì đó là quyền uy vô thượng trong cảnh nội thiên đô phủ sau đó mắt thấy hoàng thiên cường cũng bị đau đến khóc lên khương hàn lắc đầu trầm giọng nói việc này đã xong mau chóng mang theo người của ngươi cút đi lời vừa nói ra hoàng thiên cường cảm thấy trên mặt nóng rác nhưng trong lòng lại tràn ngập vui sướng chỉ vì hắn biết một kiếp này cuối cùng cũng vượt qua được ngay sau đó hắn không muốn ở chỗ này lâu thêm một hơi thời gian lập tức gọi mọi người chạy theo chính mình chuẩn bị trực tiếp trở về trụ sở gia tộc đồng thời hắn cũng quyết định chú ý trong mấy năm gần đây sẽ không đến gần thương ngô thành đi dạo để tránh đụng phải khương hàng lần nữa cùng với đám người Hoàng Thiên Cường bối rối rời đi. Cương Linh Sinh nhìn bốn phía một cái, chợt nói với Khương Hàng, Hàng ca, nơi đây nhiều người phức tạp, không phải là nơi nên nói chuyện. Ngươi xem chúng ta có nên đổi chỗ khác hay không, lát nữa ta còn phải trở về Thương Ngô Sơn, ngươi còn có an bài khác không, ánh mắt Khương Hàng khẽ nhúc nhích, trong nháy mắt nghĩ đến chuyện Thương Ngô lệnh. Hiểu rõ trong tộc đã có phương pháp phân biệt rõ thân phận. Vì vậy, vì để tránh cho chuyện như Hoàng Thiên Cường xảy ra lần nữa, hắn lập tức có chủ ý ta du lịch bên ngoài mấy tháng sớm đã là ngày ngày đêm đêm đều ngóng trông về nhà bây giờ sớm muộn gì cũng phải trở về thương ngô sơn một chuyến vậy không cần đổi chỗ khác nữa chúng ta trực tiếp cùng nhau trở về núi là được lời vừa nói ra khương linh sinh lập tức gật đầu hắn ta không có nửa điểm do dự lập tức dẫn khương hàng tiến về phía thương ngô sơn cùng lúc đó bên kia thương ngô sơn thiên su nhất mạch. Trong một căn phòng nào đó, Phương thần nhắm chặt hai mắt, nằm trên giường. Bỗng nhiên, lông mi hắn khẽ nhúc nhích, chậm rãi mở ra hai mắt hơi mệt mỏi. Nhìn trần nhà quen thuộc, lại cảm thụ được đầu nặng trịch. Cương thần thở dài, không khỏi nỉ non nói, lại là giấc mộng này bắt đầu từ mấy ngày trước, mỗi khi hắn ngủ, sẽ tiến vào một giấc mộng quỷ dị. Ở trong giấc mộng đó, giác quan vô cùng chân thật, cùng hiện thực không khác nhau chút nào thậm chí khiến hắn hoài nghi mình có phải đã đi tới một thế giới khác hay không nhưng ngạc nhiên là mình ở trong thế giới xa lạ này hoàn toàn không khống chế được ngôn ngữ cùng hành vi của mình cái loại cảm giác này giống như là nhập vào thân người khác đi thể nghiệm cuộc đời của người khác đặc biệt là sau nhiều lần nằm mơ hắn càng thêm xác định suy đoán này trong lòng chỉ là loại thể nghiệm này rất gián đoạn tựa như là không trọn vẹn vậy tồn tại rất nhiều ký ức bị thiếu hụt có lẽ một khắc trước là cảnh tượng thời kỳ trẻ con. Sau một khắc chính là 5 tuổi, 8 tuổi, 10 tuổi, 15 tuổi vân vân. Thời gian nhảy vọt vô cùng lớn, hoàn toàn không cố định, cũng không có bất kỳ quy luật gì đáng nói, thật trùng hợp chính là. Từ trong trí nhớ của hắn, hắn biết được nhân vật chính trong giấc mơ tên là Thần, giống tên mình như đúc, đồng thời còn biết được chỗ của Thần, tên là Đế Triều Đại Vũ, địa danh này khiến hắn cảm thấy cực kỳ xa lạ hắn không biết mình cách đế triều đại vũ xa xôi đến cỡ nào càng không biết tại sao mình lại kế thừa ký ức này có rất nhiều nghi hoặc nhưng từ đầu đến cuối đều không được giải đáp nhưng mà chỗ tốt duy nhất phát hiện trước mắt đại khái chính là ta có thể từ đó thu hoạch được một chút kinh nghiệm cảm ngộ mỗi lần nằm mơ kết thúc tỉnh lại liên quan tới hết thảy chi tiết trong mộng hắn đều có thể nhớ rõ ràng hơn nữa mỗi lần thần vung kiếm Cùng với các loại cảm ngộ đều biến thành một bộ phận của hắn, duy nhất có chút tiếc nuối là. Tính đến trước mắt, tu vi cảnh giới thần chỉ đạt đến tiên thiên cảnh. Các loại kinh nghiệm cảm ngộ đối với mình mà nói, như gân gà, cũng không có bất kỳ trợ giúp gì. Chỉ là, tương lai vẫn có hy vọng trong mắt Khương Thần như có điều suy nghĩ. Từ sau khi bắt đầu mơ những giấc mơ này, hắn liền phát hiện ngọn lửa thần bí trong cơ thể kia càng cháy mạnh hơn. Tái tạo căn cốt kinh mạch tốc độ tăng cường thể chất cũng đột nhiên nhanh hơn, đạt đến một tình trạng trước nay chưa từng có, chính vì những biến cố này. Cho nên trong lòng hắn mới mơ hồ hiện ra một suy đoán. Trong mộng vị thiếu niên tên là, thần, kia, đại khái có quan hệ với đoàn hỏa diễm thần bí trong cơ thể mình. Thậm chí nói không chừng, thần vốn chính là chủ nhân trước của ngọn lửa thần bí, vừa nghĩ tới chỗ huyền diệu của ngọn lửa này, khương thần càng thêm khẳng định, tương lai của thần nhất định không đơn giản, tương lai của hắn chẳng lẽ là một cường giả vô thượng cảnh giới thánh nhân trở lên nghĩ tới đây khương thần không nhịn được sinh ra một loại chờ mong lớn lao đối với giấc mộng tiếp theo chắc chắn có những kinh nghiệm cảm ngộ này trợ giúp mình cũng có thể trưởng thành nhanh hơn có thể mau chóng đuổi kịp bước chân của tộc trưởng đại nhân cùng nhau thi triển phục hưng gia tộc trọng chấn vinh quang của đế tộc khương thần cười cười trong mắt lóe lên tia sáng ước mơ hắn đứng dậy đi ra cửa phòng Nhìn về phía cảnh tượng trong viện tử trước mắt. Trong mắt Khương Thần như có điều suy nghĩ, chỉ là, kinh nghiệm cảm ngộ của thần đối với ta mà nói, cố nhiên có tác dụng cực lớn, nhưng nếu chờ hắn trưởng thành, ký ức mấy trăm năm, thậm chí mấy ngàn năm một khi cọ rửa mà đến. Với kinh nghiệm nhân sinh của ta bây giờ còn chưa tới 20 năm, làm sao có thể chống đỡ qua đợt trùng kích này? Đại bá từng nói, tính cách cùng nhận thức của con người phần lớn là hoàn cảnh sinh hoạt tạo nên nếu như kinh nghiệm nhân sinh của con bị trí nhớ mấy ngàn năm này phá vỡ đến lúc đó ta làm sao có thể cam đoan trí nhớ của mình không bị ảnh hưởng nếu tâm trí thay đổi dần dần dựa theo phương thức thần sinh hoạt làm việc như vậy ta đến tột cùng là khương thần hay là vị thần thần bí này nếu ta không phải ta như vậy với ta mà nói cho dù là có được tu vi cảnh giới cao hơn lại có tác dụng gì sâu trong nội tâm khương thần bỗng hiện ra một sự lo lắng ngọn lửa bỗng nhiên giáng xuống cùng với ký ức của thần xuất hiện tất cả những chuyện này đều tới quá mức đột nhiên, làm cho người ta vội vàng không kịp chuẩn bị, càng làm cho người ta theo bản năng sinh ra cảnh giác cùng lo lắng. Nghĩ đến gần đây tần suất nằm mơ càng ngày càng cao. Giống như ba ngày mình là khương thần, nhưng đến buổi tối lại biến thành thần. Cảm giác kinh khủng quái dị này khiến hắn vô cùng lo lắng. Nếu có một ngày tỉnh lại, mình cũng không còn là mình, mà là một người khác. Thế này thì nên làm gì? Giờ khắc này, rất nhiều truyền thuyết về cường giả đoạt xá đã từng nghe nói qua, lần nữa khôi phục lại, hiện lên trước mắt, khiến nội tâm của hắn càng thêm trầm trọng, cảm thấy vô cùng lo lắng. Cuối cùng, Khương Thần lắc đầu, trong mắt hiện lên ánh sáng, lúc này quyết định, vậy liền tìm đại bá xe một chút đi từ khi tộc trưởng đại nhân ở cửa nhà của Sương Đáng Thành, nâng mình dậy. Trong lòng hắn, tộc trưởng đại nhân chính là tồn tại không gì không biết, nếu như ngay cả hắn cũng không thể biết được ảo diệu trong đó, như vậy tìm ai cũng vô dụng, nghĩ tới đây, hắn lập tức bước ra, thẳng đến đại điện gia tộc. Chỉ chốc lát sau, Khương thần vượt qua thủ vệ, đẩy cửa điện nặng nề ra, đi vào trong điện trống trải. Liên tiếp đi ra hơn 10 bước. Lúc này hắn mới ngẩng đầu, nhìn về phía trước. Nhìn bóng người màu trắng ngồi trên bồ đoàn kia. Khương thần lập tức quỳ một cúi xuống, chắp tay nói, Khương thần, tham kiến tộc trưởng đại nhân, tiếng nói vừa dứt, quanh quẩn ở bên trong đại điện, sau một khắc, một giọng nói ôn nhu như gió mát, lại mơ hồ lộ ra sự quan tâm của trưởng bối, bỗng nhiên từ bốn phương tám hướng truyền đến. Tâm hoảng loạn, thần loạn, thần nhi, xem ra ngươi gần đây gặp gỡ chuyện phiền toái a, Khương Thần hít sâu một hơi. Hắn cúi đầu, cung kính đáp lại, "Kính xin tộc trưởng đại nhân giải thích nghi hoặc giúp ta, bắt đầu từ mấy ngày trước, mỗi khi ta rơi vào mộng tưởng, sẽ mơ thấy từng chút một cuộc sống của một người khác." Cảm giác chân thực, không giống ảo giác, thật giống như ta đi tới một thế giới khác lại phản phất lấy thị giác u hồn, xông vào trong sinh hoạt của vị thiếu niên tên là thần kia nương theo Khương thần êm tai nói ra. Khương Đạo Huyền cũng không biết từ khi nào mở hai mắt ra. Ánh mắt hắn khẽ nhúc nhích, chỗ sâu trong đáy mắt tràn đầy suy tư. Cuộc sống của một người khác, thế giới xa lạ, một khi tỉnh lại, còn có thể kế thừa kinh nghiệm cảm ngộ của người trong mộng, nghe những lời Khương Thần kể lại, hắn ta không khỏi nhớ tới cảnh tượng bản thân thông qua hỗn độn đạo đồng, nhìn thấy mệnh cách cơ duyên Khương Thần hiện ra. Cổ chi đại đế chuyển thế thân, chẳng lẽ, ký ức kiếp trước phủ bụi đã lâu xuất hiện buông lỏng, bây giờ hắn đang dần dần thức tỉnh những ký ức này, nghĩ đến khả năng này. Hương đạo huyền lập tức đứng dậy, quay đầu nhìn lại. Một đôi mắt thâm thúy vô cùng, tựa như tinh không vô biên vô hạn, lại tựa như có thể nhìn thấu tất cả vạn vật thế gian, rơi vào trên người Khương Thần. Trong chốc lát, Khương Thần giống như bị điện giật, thân thể không nhịn được rung lên. Giờ phút này, ở trong lòng hắn, bỗng nhiên có một loại cảm giác bị người nhìn thấu toàn thân, nội tâm kinh ngạc, không khỏi cảm thán chỗ cường đại của tộc trưởng nhà mình. Chợt đối với tộc trưởng đến tột cùng có thể nhìn ra dị thường trong mộng của mình hay không, cũng không nhịn được nhiều hơn một chút chờ mong, mà lúc này, bên kia. Trong mắt Khương Đạo Huyền, tin tức về sinh linh của Khương Thần đã được hiển hóa ra ngoài. Tên, Khương Thần. Tu Vi, tinh luân cảnh tam trọng. Căng cốt, cái thế, ngộ tính, cái thế, khí vận, màu đỏ, hư hoài nhược cốc, thiên phú, hoang cổ thánh thể. Cơ duyên, thân xác chuyển thế của đại đế cổ, trong cơ thể có tiên hỏa xoay quanh, có thể tái tạo căn cốt kinh mạch, tăng cường thể chất. Chú thích, kiểm tra đo lường được trí nhớ kiếp trước đã dần dần giải phong, đang tiếp nhận kinh nghiệm cảm ngộ truyền thừa kiếp trước. Chú thích, bởi vì nguyên nhân đặc thù ảnh hưởng, vận mệnh xuất hiện sai lầm, dẫn đến kiếp trước bố trí xuất hiện sơ suất, sinh ra tình huống ngoài kế hoạch, lấy khương thần kiếp này làm nhân cách chính tất cả phong cách làm việc nhận thức tính cách đều lấy ý thức bản thân khương thần tuyệt đối chủ đạo xem đến đây khương đạo huyền thầm nói một tiếng quả là thế tình huống của khương thần bây giờ xác thực không khác với mình tưởng tượng lắm chính là bởi vì thức tỉnh trí nhớ kiếp trước gây nên hơn nữa bởi vì một vài nguyên nhân đặc thù dẫn đến khương thần có thể tuyệt đối chủ đạo tất cả cũng sẽ không bị trí nhớ kiếp trước ảnh hưởng đến tính cách nguyên nhân đặc thù sẽ không phải là hệ thống đấy chứ Khương Đạo Huyền lộ vẻ cổ quái, nhịn không được thầm nghĩ. Sau đó, hắn lắc đầu, ánh mắt lại chuyển dời đến phía trên khí vận. Khí vận màu đỏ, Khương Đạo Huyền cảm thấy rất bất ngờ. Mặc dù biết được đẳng cấp khí vận của mỗi người cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi, đều tồn tại tính chấn động cùng tính trưởng thành. Nhưng như Khương Thần, có thể trong thời gian mấy tháng ngắn ngủi, từ màu vàng nhảy vọt đến màu đỏ. Tốc độ tăng trưởng khí vận như vậy, vẫn khiến người ta cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Phải biết đây chính là đẳng cấp khí vận màu đỏ. Cho dù phóng tầm mắt toàn bộ thương ngô khương gia, cũng chỉ có khương hàng cùng khương hạo có được mà thôi. Mà bây giờ, thằng nhóc đáng yêu nhất của mình là khương thần. Cũng là lần đầu tiên hoàn thành lột xác từ đẳng cấp màu vàng kim đến đẳng cấp màu đỏ. Chính thức bước vào hàng ngũ đẳng cấp khí vận màu đỏ, trở thành vị thiên mệnh tộc nhân màu đỏ thứ ba của thương ngô khương gia đang lúc Khương Đạo Huyền còn đang giật mình vì khí vận của Khương Thần thay đổi. Tiếng nhắc nhở dễ nghe của hệ thống bỗng nhiên vang lên. Tin, mục tiêu trước mắt, đầu tư có thể kích hoạt cấp màu đỏ trả lại, đầu tư bảo thuật, có thể đạt được đế giai hạ phẩm pháp bảo, hạo thiên kính, đầu tư thảo tự kiếm quyết, có thể thu hoạch được đạo tràng đặc thù, bạch ngọc kinh, đầu tư thánh giai cực phẩm công pháp, cửu chuyển âm dương quyết, có thể đạt được đế giai cực phẩm công pháp, thái cực kinh, nhìn phần thưởng trước mắt. Bỗng nhiên ánh mắt Khương Đạo Huyền sáng ngời. Hắn ta hoàn toàn không ngờ rằng lần này Khương thần đến đây lại còn mang đến cho mình niềm vui bất ngờ lớn như vậy, ngay sau đó, hắn nhịn không được sinh lòng cảm khái. Ngoại trừ bản công pháp Thường Dương Vô Cực Công là hệ thống đưa cho, Thường Dương Công và cửu chuyển Âm Dương Quyết đều đầu tư thu hoạch được từ trên người Khương thần. Mà bây giờ, đế giai thái cực kinh cực phẩm nhìn như là phương pháp tiến giai của cửu chuyển Âm Dương Quyết cũng là thu hoạch được từ trên người Khương thần giờ khác này cho dù là khương đạo huyền cũng không thể không cảm thán vận mệnh trùng hợp sau đó hắn ta nhìn về phía khương thần đang lộ vẻ thấp thỏm giọng điệu dịu dàng an ủi việc này ta đã thăm dò rõ ràng thần nhi ngươi không cần kinh hoảng việc này cũng không phải là chuyện xấu thậm chí hoàn toàn ngược lại còn là một chuyện tốt lời vừa nói ra dấu trong lòng sự tín nhiệm vô điều kiện đối với tộc trưởng nhà mình khương thần lập tức giống như được uống một viên thuốc an thần thần sắc không nghiện được buông lỏng nhưng trong lòng hắn vẫn ôm một chút nghi hoặc. Vì vậy, hắn nhìn quanh bốn phía, thấy không có người, lập tức dò hỏi: "Đại bá, vì sao ngài nói đây là một chuyện tốt?" Khương Đạo Huyền khẽ cười một tiếng, kinh nghiệm trong mộng đều là ký ức kiếp trước của ngươi hiện ra. Bây giờ đang tiếp nhận truyền thừa kiếp trước, chắc hẳn ngày sau nhất định có thể đột nhiên tăng mạnh, thậm chí là vượt qua ta bây giờ, cũng tuyệt đối không phải việc khó, như thế xem ra, cái này có thể nào không coi là một chuyện tốt?" Tiếng nói vừa phát ra, Cương thần cả kinh. Hắn trợn to hai mắt, trong mắt tràn đầy khó có thể tin, chuyện này, làm sao có thể. Thân là tu sĩ tinh luân cảnh. Đối với loại chuyện đồn cường giả chuyển thế, tự nhiên là nghe nhiều nên thuộc. Chỉ có điều, hắn cho tới bây giờ đều không có tưởng tượng qua. Một ngày kia, mình lại có thể trở thành nhân vật chính trong câu chuyện, loại chuyện vô cùng ly kỳ này, thế mà lại giáng lâm ở trên người mình, khương thần kinh ngạc, nhưng vẫn không quên chuyện lo lắng nhất trong lòng mặt hắn lộ vẻ kiên nghị nhìn về phía tộc trưởng dò hỏi cho dù ta là chuyển thế chi thân của người nào đó cũng không cách nào sửa đổi ta là con cháu khương gia ta là cháu của ngài ta muốn vì gia tộc phục hưng mà dốc hết toàn lực sự thật nói xong thanh âm của lão bỗng nhiên trầm xuống có chút nghẹn ngào nói ta chỉ lo lắng sợ hãi chờ một khắc ký ức hoàn toàn thức tỉnh ta đã không còn là ta chỉ là cái gọi là kiếp trước xa lạ kia vạn nhất kiếp trước của ta muốn đối địch với gia tộc, tổn hại lợi ích của gia tộc, đây cũng không phải là điều ta muốn nhìn thấy, nói đến đây, Khương Thần dừng lại một chút. Nhưng rất nhanh, hắn nhắm hai mắt lại, dùng giọng nói cực kỳ kiên định nói, cho nên, thay vì ngồi đợi ngày này đến, không bằng trước tiên sinh đại bá ban cho ta một cái chết, Khương Thần ta, sinh là người nhà họ Khương, chết là quỷ nhà họ Khương, thà chết, cũng không muốn gặp trong tộc, có một người vì ta mà bị thương tổn, nghe vậy, ý cười trên mặt Khương Đạo Huyền trong nháy mắt tiêu tán, không khỏi động dung hắn tự nhiên có thể nghe ra quyết định trong lời nói của khương thần cũng không chỉ là nói đơn giản mà thôi nếu như thật sự không có phương pháp giải quyết ký ức sau khi thức tỉnh người đời trước lật đổ nhân cách hiện tại hắn không chút nghi ngờ cho dù là mình không ban chết tên ngốc khương thần này cũng sẽ lựa chọn tự mình ra tay tự sát ở đây khương đạo huyền sắc mặt phức tạp liếc mắt nhìn khương thần đầy thâm ý thân hình khẽ động biến mất tại chỗ cũng ngay vào lúc này đang quỳ một cối xuống khương thần nhắm hai mắt bỗng nhiên cảm giác phía trước có một cơn gió nhẹ thổi tới hắn vô thức mở hai mắt ra chỉ thấy tộc trưởng đã rời khỏi bồ đoàn xuất hiện ở trước người mình hai người cách xa nhau không đến một mét bốn mắt nhìn nhau mắt thấy trưởng bối mình kính yêu nhất đang ở trước người trong lúc nhất thời mặc dù trong lòng khương thần có thiên ngôn vạn ngữ nhưng mỗi khi lời đến bên miệng lại phát hiện không thể nào nói ra được khương đạo huyền nhìn ra khương thần đang quẩn bách Hắn không khỏi vươn tay phải ra, đặt ở đỉnh đầu đối phương, nhẹ nhàng vuốt ve sợi tóc. Cảm nhận được sự ấm áp truyền đến từ bàn tay to lớn trên đỉnh đầu, nội tâm vốn dĩ vô cùng bối rối của Khương thần lại lập tức bình tĩnh trở lại. Ngay sau đó, một giọng nói hết sức ôn nhu, như là gió xuân tháng 3 từ từ vang lên, "Đứa nhỏ ngốc, tất cả những gì ngươi làm vì gia tộc, đại bá đều nhìn ở trong mắt, cũng biết ngươi toàn tâm toàn ý đối với gia tộc, so với cái gì đều trọng yếu hơn cho nên lo lắng của ngươi." ta đều có thể hiểu được ta biết ngươi sợ mất đi tất cả mình muốn thủ hộ nghe đến đó trong lòng khương thần ấm áp trong nháy mắt lệ nóng doanh trồng thì ra đại bá vẫn luôn chú ý đến ta đúng lúc này giọng nói của khương đạo huyền lại vang lên nhưng ngươi không cần lo lắng chỉ vì tình huống của ngươi khác biệt rất lớn với những người khác cho dù ngươi thức tỉnh tất cả ký ức kiếp trước cũng vẫn là ngươi không có một chút thay đổi cho nên ngươi chỉ cần an tâm hấp thu những kinh nghiệm cảm ngộ này là được đợi đem những cảm ngộ kiếp trước này hóa thành cho mình dùng. Ngươi nhất định có thể trở nên càng cường đại hơn, có thể hộ giá hộ tống gia tộc cuộc khởi tốt hơn, có thể che chở các tộc nhân tốt hơn, nếu như đối với những kinh nghiệm cảm ngộ này, ngươi vẫn có chút không yên lòng. Vậy thì ngươi chỉ cần nhớ lại, tất cả còn có đại bá tiếng nói vừa phát ra. Cương thần sớm đã lệ rơi đầy mặt. Hắm cúi đầu. Vương hai tay ra, không ngừng dùng ống tay áo lau nước mắt. Vừa lau, vừa thỉnh thoảng truyền ra tiếng nghẹn ngào. Cảnh tượng như thế nếu truyền ra bên ngoài, nhất định có thể làm cho rất nhiều tu sĩ đều trợn mắt há hốc mồm, cảm thấy khó có thể tin, bởi vì không ai nghĩ tới. Vị yêu nghiệt tên truyền 36 phủ này từng làm được chuyện tàn sát cả đồ tộc, trên tay dính đầy máu tươi, khương thần. Vào lúc này, lại bỏ xuống hết thảy kiên cường, lộ ra tư thái tiểu hài tử này, dường như đến lúc này. Vị nhân vật thủ lĩnh trẻ tuổi thương ngô khương gia này mới chính thức giống một vị thiếu niên thấy tình hình này khương đạo huyền ngồi xổm xuống vương hai tay ra ôm khương thần vào trong ngực đối mặt với cảnh tượng bất ngờ này thân thể khương thần rung lên vẻ mặt dại ra chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng ngay sau đó khương đạo huyền dùng tay phải vỗ nhẹ sau lưng khương thần giống như lần đầu bọn họ gặp mặt ở cửa nhà tại xương đáng thành thần nhi những ngày qua thật sự là vất vả cho con rồi ta biết ngươi ở bên ngoài vẫn luôn rất kiên cường người khác cũng đều nói ngươi thành thục ổn trọng nhưng ta nghĩ ngươi nhất định rất mệt mỏi a à, khóc đi không sao đâu ở chỗ đại bá ngươi muốn khóc thì cứ khóc một lúc đi dù sao chờ đến bên ngoài ngươi cũng không có cơ hội như vậy nương theo giọng nói của khương đạo huyền hạ xuống khương thần không còn cách nào đè nén tình cảm trong lòng nữa trong chốc lát tình cảm mãnh liệt phát tiết ra làm hắn lên tiếng khóc lớn lên từ sau khi cha mẹ đều mất hắn vốn cho rằng mình sẽ không gặp lại một vị trưởng bối có thể dựa vào như thế nữa nhưng mãi đến khi gặp mặt tộc trưởng lần đầu tiên hắn mới lần nữa cảm nhận được ấm áp đã lâu không gặp biết trên thế giới này còn có một vị trưởng bối như vậy đang quan tâm mình đặc biệt là nghĩ đến đối phương trên đường đi đã trợ giúp mình khương thần càng cảm kích không thôi nương theo tiếng gào khóc của khương thần âm thanh càng lúc càng lớn khương đạo huyền yên lặng lựa chọn ngậm miệng không nói không nói ra bất cứ lời nào để quấy rầy tất cả cái này đồng thời hắn còn âm thầm thúc giục nguyên lực thái dương trong cơ thể xuyên ra ngoài, khuếch tán bốn phía, quét sạch đại điện, nguyên lực khủng khiếp đủ để khiến bất cứ tu sĩ nguyệt luân nào trong nháy mắt bốc hơi mất đi. Lúc này hắn đã thu lại toàn bộ uy năng, tiếp theo hóa thành một tầng màng mỏng tản ra hào quang màu vàng ống. Nhanh chóng bao phủ toàn bộ đại điện gia tộc vào trong đó. Ngăn cách nội bộ cùng ngoại giới liên lạc, phòng ngừa hết thể thanh âm tiết ra ngoài, Khương Đạo Huyền biết đứa trẻ ngốc Khương thần này có lòng tự trọng rất lớn. Cho nên, vì duy trì hình tượng ổn trọng của đối phương ở bên ngoài hắn đương nhiên sẽ không để cho tiếng khóc nơi đây truyền đi để cho người bên ngoài biết được khương thần đang lúng túng qua hồi lâu tiếng khóc trong điện dần dần nhỏ xuống nương theo dọc nước mắt cuối cùng của khương thần lau khô khôi phục lại bình tĩnh hắn chậm rãi ngẩng đầu lộ ra hốc mắt đỏ bừng giờ phút này hắn đã thông qua trận khóc lớn vừa rồi gần chút thời gian góp nhặt tất cả ủy khuất cùng áp lực toàn bộ đều phóng xuất ra sau khi quét sạch vẻ lo lắng trong lòng hắn chỉ cảm thấy cả người nhẹ bẩn mà cuối cùng khương thần cũng bình thường trở lại khương đạo huyền tiện tay tán đi nguyên lực mặt trời bao phủ ở bốn phía sau đó vì dời đi lực chú ý của đối phương lúc này nói thần nhi bộ thiên thuật lần trước ta truyền thụ cho ngươi bây giờ đã nắm giữ chưa tiếng nói vừa phát ra khương thần sốt lại tinh thần vội vàng rời khỏi lồng ngực của tộc trưởng đứng dậy đi sang một bên. Hắn nhìn về phía tộc trưởng nhà mình, hít sâu một hơi. Lập tức chấp tay đáp lại, đại bá, bổ thiên thuật ngài truyền thụ thực sự thần kỳ, tinh diệu trong đó khiến ta nhìn mà than thở, chỉ là độ khó lĩnh ngộ khá cao, cháu ngu dốt, mãi đến hôm qua, mới khó khăn lắm nắm giữ nó, cho đến hôm nay, hắn mới rốt cục nắm giữ môn bổ thiên thuật hiệu quả cường đại đến không thể tưởng tượng nổi này, Khương Đạo Huyền khẽ vuốt cầm, ý niệm vừa động, trong nháy mắt thúc giục thái âm thần thức, rơi vào trên người Khương Thần. Trong chốc lát, bảo thuật cung bằng và thảo tự kiếm quyết, hai môn bảo thuật mạnh mẽ này, tất cả đều tràn vào trong đầu của hắn, Khương Thần đầu tiên là theo bản năng cả kinh, nhưng rất nhanh lại đắm chìm trong đó, không khỏi nhắm hai mắt lại, ngơ ngác đứng tại chỗ. Mấy chục hơi thở qua đi. Khương Thần chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt tràn đầy chấn kinh mãnh liệt. Hắn vội vàng quay đầu, nhìn về phía tộc trưởng. Vừa lúc thấy đối phương Phong Khinh Vân đạm khóe miệng mỉm cười đại bá môi khương thần thể nhúc nhích trong lòng có quá nhiều lời muốn nói ra hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới đại bá nhà mình suy tính thế mà chu toàn như vậy ngoại trừ truyền thụ bổ thiên thuật cho mình có thể bảo mệnh ra bây giờ lại còn truyền thụ cho bảo thuật toan nghê có thể thúc giục cực tốc cùng với sát phạt vô song luyện đến cảnh giới cao thâm có thể chém ra thảo tự kiếm quyết chém nhật nguyệt tinh thần tuy rằng còn chưa thành công nắm giữ hai môn bảo thuật này nhưng từ trong tin tức đại bá quán thâu, có thể nhìn thấy một góc, hiểu được hai môn bảo thuật này đáng sợ bực nào, nếu như để cho mình nắm giữ ba đại bảo thuật này. Đến lúc đó, thực lực bản thân nhất định còn có thể nên đón lột xác, đạt tới một cảnh giới không thể tưởng tượng, thậm chí có thể trợ giúp chính mình đánh vỡ cực hạn chiến lực, ở trong tộc tháp, đạt tới chiến lực bát tinh cũng không phải là không có khả năng, nghĩ đến đây, nội tâm khương thần không nhịn được kích động vạn phần, chợt không người, chắp tay nói ra, đa tạ đại bá ban thưởng pháp, bây giờ hắn nhận ân huệ của tộc trưởng đã lâu, lời nên nói cũng đã sớm nói qua không biết bao nhiêu lần, cho nên cũng không cần phải tiếp tục già mồm cãi láo như vậy, chỉ cần yên lặng ghi nhớ những ân tình này vào trong lòng là được. chờ đợi một ngày nào đó có thể trả lại một chút. cương đạo huyền gật đầu trầm giọng nói, hai môn bảo thuật này còn cần ngươi hảo hảo tìm hiểu, mà bây giờ ngươi đã đạt tới tinh luân cảnh chắc hẳn không bao lâu nữa là có thể đến nguyệt luân cảnh đã như vậy ta liền truyền thụ công pháp thuần dương vô cực công tiến giai này cho ngươi chỉ đợi thành tựu nguyệt luân liền có thể chuyển tu công pháp này vừa dứt lời còn không đợi khương thần phản ứng lại lại cảm giác có một luồng tin tức lớn bỗng nhiên tràn vào trong đầu đây là một môn công pháp thánh giai cực phẩm cường đại tên là cửu chuyển âm dương quyết đến nguyệt luân có thể cô động thái âm thần thức đến nhật luân có thể cô động nguyên lực mặt trời thái âm thái dương cùng kết hợp có thể bộc phát ra uy năng lớn lao, quét ngang cung cấp, môn công pháp này chia làm cửu chuyển. Nếu như luyện tới cửu chuyển viên mãn, uy năng hoàn toàn không thua gì công pháp đế cấp bình thường, hiển nhiên, môn cửu chuyển âm dương quyết này chính là pháp môn tu luyện mạnh nhất trong tất cả công pháp thánh giai, đôi mắt khương thần sáng ngời, rạng rỡ sinh huy. Hắn thập phần có lý do tin tưởng, một khi mình chuyển tu công pháp này, nhất định có thể thu hoạch được chiến lực càng mạnh, tốc độ tu luyện cũng có thể tăng nhanh lần nữa, nhưng mà đang lúc hắn còn đắm chìm trong rung động do âm dương cửu chuyển quyết mang đến bên kia nương theo đầu tư hoàn thành âm thanh nhắc nhở của hệ thống cũng đúng lúc vang lên tin đầu tư thành công chúc mừng ký chủ thu hoạch được pháp bảo đế giai hạ phẩm hạo thiên kính có tính trưởng thành có thể thông qua đúc lại đề cao phẩm giai pháp bảo phi kim phi ngọc chính là dùng chính loại thần thiết chế tạo thành bên trong ẩn chứa tinh hoa ngôi sao điêu khắc chu thiên tinh đấu bát quái đồ ẩn chứa nhiều loại lực lượng thần thông cường đại định thân có thể thôi động hạo thiên kính phát ra thần quan chiếu xạ địch nhân cố định thân hình đối phương không cách nào nhúc nhích hiệu quả cụ thể xem địch ta song phương cảnh giới mà định suy yếu thần quan bao phủ có thể làm suy yếu thực lực của kẻ địch thôi động đến cực hạn có thể hủy diệt thân thể kẻ địch hiệu quả cụ thể xem địch ta song phương cảnh giới mà định thôi diễn thôi động chu thiên tinh đấu bát quái đồ trong hạo thiên kính suy diễn hung cát nhìn trộm quá khứ tương lai, đo lường tính toán thiên cơ. Dựa theo kết quả suy tính lớn nhỏ, cần thừa nhận thiên cơ phản vệ trình độ bất đồng, hiển hóa, một khi thôi động, liền có thể là mặt kính hiện ra cảnh tượng bên ngoài, nhìn trộm vạn vật thế gian. Có thể dựa vào thôi diễn, hiển hóa ra cảnh tượng mình muốn, hiển hóa ra khoảng cách càng xa, duy trì thời gian càng lâu, tiêu hao càng lớn, nhìn đủ loại công năng của hạo thiên kính, hai mắt khương đạo huyền sáng ngời, trong lòng lập tức hiện ra một trận mừng rỡ thật lớn, định thân và suy yếu cũng không thể gợi lên hứng thú của hắn tạm thời không đề cập tới thật sự có thể hấp dẫn hắn chỉ có thôi diễn cùng hiển hóa hai đại thần thông này có thể bù đắp rất nhiều chỗ thiếu sót của bản thân bổ sung thiếu sót suy tính hung cát tìm kiếm cơ duyên của bản thân cùng các tộc nhân hoặc là lợi dụng hiển hóa nhìn trộm tất cả của thiên địa này cho dù không bước chân ra khỏi nhà hắn vẫn luôn bế quan tu luyện ở thương ngô sơn cũng có thể thu vạn vật thế gian vào đáy mắt, dễ dàng biết được hết thảy biến hóa xung quanh, ngoại trừ những thần thông cường hãn này ra. Khương Đạo Huyền cũng vô cùng coi trọng tính trưởng thành của Hạo Thiên Kính. Đế giai hạ phẩm đã có uy năng cường đại như thế. Nếu chờ đến khi trưởng thành đến đế giai thượng phẩm, thậm chí đế giai thực phẩm, lại nên là một loại quan cảnh dạng gì? Sau đó, Khương Đạo Huyền dời ánh mắt, nhìn về phía một hạng mục khen thưởng khác. Tin, đầu tư thành công, chúc mừng ký chủ thu hoạch được công pháp đế giai cực phẩm thái cực kinh thái cực kinh chính là phương pháp tiến giai cửu chuyển âm dương quyết ẩn chứa một cái pháp tắc thái âm cùng với một cái pháp tắc thái dương âm dương hợp nhất trở về hỗn độn dùng lực lượng pháp tắc ngưng luyện ra tiên thiên nhất khí cọ rửa thân thể sáng lập vô thượng căng cơ cần phải tu luyện thái âm thần thức và thái dương nguyên lực đến cảnh giới tam chuyển mới có thể chuyển tu công pháp này trước khi chuyển tu càng nhiều lần sau khi chuyển tu hiệu quả càng mạnh đạt tới cảnh giới thất chuyển, có xác suất cực nhỏ sinh ra hỗn độn chi khí, tái tạo nhục thân, tẩm bổ thần hồn, đạt tới cảnh giới của chuyển, có xác suất cực nhỏ có thể khiến thể chất lại lần nữa sinh ra lột xác, đạt tới một cấp độ huyền diệu khó giải thích hoàn toàn mới. Sau khi thấy chỗ mạnh mẽ của Thái Cực Kinh, Khương Đạo Huyền nháy mắt có tính toán. Vốn dĩ hắn còn chuẩn bị sau khi đến tam chuyển thì sẽ chuyển tu Thái Cực Kinh. Nhưng dựa theo nội dung bên trong, trước khi chuyển tu càng nhiều lần, tiềm lực cũng sẽ càng lớn bởi vậy chuyển tu sớm sẽ chỉ tạo thành tổn thất lớn lao chứ đừng nói là lấy thiên phú cường hãn của hắn đến xem đến cảnh giới tam chuyển cũng không khó thậm chí đạt tới cảnh giới cử chuyển cũng không tính là việc khó gì cho nên việc chuyển tu bây giờ có thể tạm thời gác lại mà càng làm khương đạo huyền suy nghĩ sâu xa chính là nếu như mình đến cảnh giới cử chuyển lại tiến hành chuyển tu thái cực kinh lại vừa vặn đụng phải sát xuất thuế biến cực nhỏ kia. Như vậy tiên thiên thánh thể đạo thai mà bản thân có được, có thể lần nữa nên đón lột xác, trở nên càng cường đại hơn hay không, có thể biến thành một loại tiên thể cường đại nào đó hay không, đối với tất cả những điều này, Khương Đạo Huyền không thể biết được. Nhưng không trở ngại trong lòng hắn đã tràn ngập chờ mong đối với tương lai, sau đó, hắn lấy lại tinh thần, nhìn về phía phần thưởng cuối cùng. Tin, đầu tư thành công, chúc mừng ký chủ thu được đạo tràng đặc thù, Bạch Ngọc Kinh Bạch Ngọc Kinh, nhất phẩm đạo tràng, lúc ban đầu, chính là nơi tu luyện ngộ đạo, có thể do ký chủ lựa chọn khu vực đặt, hiện tại mở khóa đặc tính công năng, độn không, ký chủ có thể điều khiển Bạch Ngọc Kinh trốn vào hư không, ẩn nấp bản thân, ngăn cách ảnh hưởng bên ngoài, che đậy cảm giác của người bên ngoài, khiến đối phương không thể phát hiện Bạch Ngọc Kinh ở đâu. Trước mắt cao nhất có thể che đậy cảm giác của cường giả cảnh giới chuẩn đế, già thiên, nếu thân ở trong Bạch Ngọc Kinh, có thể che đậy thiên cơ, che giấu mệnh số của bản thân, ngăn cản người khác suy tính. Trước mắt cao nhất có thể ngăn cản cường giả cảnh giới chuẩn đế suy tính, đại đạo thân thiện, ở trong Bạch Ngọc Kinh, có thể dễ dàng tiến vào trạng thái ngộ đạo hơn. Trước mắt chỉ có hiệu lực đối với Bạch Ngọc Kinh chi chủ, linh khí thân hòa, ở trong Bạch Ngọc Kinh, độ nồng đậm linh khí có thể so với đế cấp hạ phẩm linh mạch. Trước mắt chỉ có hiệu lực đối với Bạch Ngọc Kinh chi chủ, phương pháp tiến gia nhị phẩm đạo tràng, tìm được một động thiên tiểu thế giới, cũng thông qua bạch ngọc kinh đưa một tấm bia đá trấn vận vào bên trong động thiên tiểu thế giới dùng cái này thành lập thông đạo song hướng truyền tống cắn nút ý thức của tiểu thế giới một khi thôn vệ xong có thể ổn định rút năng lượng của tiểu thế giới ra để cung cấp nuôi dưỡng đạo tràng khiến nó tiến cấp lên nhị phẩm chú ý trong quá trình thôn vậy sẽ gặp phải ý thức phản kháng kịch liệt của động thiên tiểu thế giới tất cả sinh linh trong đó đều sẽ bị ý thức thế giới điều khiển phát động công kích đối với ký chủ chỉ có kiên trì đến khi bạch ngọc kinh hoàn toàn thông phệ ý thức của tiểu thế giới trong động thiên mới có thể hóa giải địch ý của sinh linh trong đó. A, à, trong mắt Khương đạo huyền toát ra một tia tinh mang, đạo tràng đặc thù là sản phẩm của hệ thống. Bạch ngọc kinh cường đại vượt xa tưởng tượng của mình, càng làm cho hắn hiểu được, đây chính là nơi bế quan tu luyện tốt nhất mà mình chờ mong đã lâu, chỉ tiếc, rất nhiều công năng trong đó tạm thời chỉ có hiệu lực đối với một mình ta, sâu trong nội tâm Khương đạo huyền bỗng nhiên hiện ra một trận lửa nóng. Muốn tìm kiếm tâm của Động Thiên tiểu thế giới cũng không khỏi trở nên cấp bách. Nếu như đặt ở trước kia, lấy sự trân quý của Động Thiên tiểu thế giới đến xem, tự nhiên không phải dễ tìm như vậy. Nhưng sau khi thu hoạch được Hạo Thiên Kính, lại có thể dựa vào khả năng thôi diễn của vật này, tính ra được Động Thiên tiểu thế giới, một khi thu hoạch được Động Thiên tiểu thế giới, không chỉ có thể cung cấp cho vãn bối trong tộc một nơi lịch luyện mới, còn có thể để Bạch Ngọc Kinh tiến gia nhị phẩm, mở khóa càng nhiều chức năng đến lúc đó, hai chức năng đại đạo thân hòa và linh khí, nói không chừng sẽ không còn giới hạn trong mình, còn có thể để những thiên kiêu trong tộc lấy khương thần cầm đầu tiến vào tìm tu, tăng nhanh tốc độ trưởng thành, mà danh nhạc tiến vào bạch ngọc kinh tu luyện, tất nhiên sẽ trở thành sự vật mà vô số tộc nhân hướng tới nhất, khương đạo huyền cũng có thể coi đây là phần thưởng, khích lệ các tộc nhân tiến bộ phấn đấu. Cùng lúc đó, bên kia, cuối cùng khương thần cũng bình phục cảm xúc. Hắn yên lặng nhìn tộc trưởng một chút mắt thấy đối phương lâm vào trầm tư hắn không muốn quấy rầy lúc này chuẩn bị lặng yên rời đi nhưng mà hắn chỉ vừa mới xoay người còn không đợi bước ra bước chân một thanh âm liền từ ngoài cửa truyền đến khương hàn đến bái kiến tộc trưởng đại nhân lời vừa nói ra khương thần lập tức dừng lại mà khương đạo huyền cũng lấy lại tinh thần hắn nhìn về phía cửa đại điện trên mặt hiện ra một chút ý cười hắn không ngờ tới hôm nay ngoại trừ thiên mệnh màu đỏ là Khương Thần tới đây. Ngay cả thiên mệnh màu đỏ cách xa nhà mấy tháng này của Khương Hàng cũng bỗng nhiên trở về. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi sinh ra một chút tò mò đối với những ngày Khương Hàng trải qua. Vì vậy, hắn thuận miệng nói, vào đi. Thanh âm rơi xuống, nhanh chóng khuếch tán bốn phía, truyền đến ngoài điện, rơi vào trong tay Khương Hàng. Khương Hàng liếc nhìn Khương Linh Sinh bên cạnh, nhẹ giọng nói, ta đi vào trước, tối lại trò chuyện. Khương Linh Sinh khẽ cười một tiếng, hừm, hàng ca, ta hiểu, bây giờ gặp tộc trưởng đại nhân quan trọng hơn. Khương Hàng gật gật đầu, không nhiều lời nữa. Hắn đi về phía trước vài bước, lúc này vương hai tay, đẩy cửa điện ra, đi vào trong điện, vừa mới tiến vào, hắn ta đã chú ý tới Khương Thần cách đó không xa. Đã lâu không gặp, đối phương đã sớm mất đi vẻ ngây ngô trước kia, thân thể càng thêm cao ngất, khuôn mặt càng thêm kiên nghị. Chỉ là chẳng biết tại sao, hốc mắt đối phương có chút đỏ lên, khương hàng lộ vẻ nghi hoặc. mặc dù không rõ ràng vừa rồi ở chỗ này xảy ra chuyện gì, nhưng cảm nhận được khí tức như có như không phát ra từ trên người khương thần, hắn vẫn không nhịn được trong lòng cả kinh. khương thần tộc huynh trở nên càng thêm đáng sợ, sâu không lường được cho dù chưa từng giao thủ, nhưng chỉ dựa vào một cái liếc mắt, cùng với dự cảm mãnh liệt trong lòng, hắn đã rõ ràng. vị tộc huynh này còn mạnh hơn nhiều so với tưởng tượng của mình bây giờ xem ra, những tin đồn khoa trương lưu truyền rộng rãi ở bên ngoài kia, vẫn là nói quá mức bảo thủ. Nội tâm Khương Hàng có chút sợ hãi tháng phục. Không khỏi dời ánh mắt, nhìn về phía thân ảnh vĩ ngạn giống như tiên giống như ma, mênh mông bát ngát như tinh không ở phía trước kia, trí nhớ đã từng có, làm bạn với nhau phản phất như cách một thế hệ, nhanh chóng hiện lên trước mắt như thủy triều. Lúc đó tu vi của hắn nhỏ yếu, thân phận lạnh lùng, không ai nguyện xem trọng mình một chút, nhưng tộc trưởng đại nhân lại không thèm để ý đến những thứ này. Không chỉ có thể không tiếc chỉ điểm cho mình ở nơi nhân sinh yếu kém, ân cần dạy bảo, ngay cả trọng bảo như cửu thiên huyền dực cũng khẳng khái tặng cho mình, vô số ân tình, tất cả những thứ này. Lúc này, rõ ràng như vậy, giống như đều phát sinh vào hôm qua, nghĩ tới đây, chóp mũi Khương Hàng không khỏi chua xót, suýt nữa đã lộ ra bộ dáng xấu hổ. Cũng may, trải qua đoạn thời gian lịch luyện này, cũng làm cho hắn trở nên trầm ổn rất nhiều sau khi nhanh chóng thu liễm cảm xúc, hắn hít sâu một hơi. chợt mặt hướng tộc trưởng nhà mình, quỳ một gối xuống, chắp tay nói, Khương Hàng, tham kiến tộc trưởng đại nhân, sau khi nghe thấy tiếng gọi, Khương Đạo Huyền có thâm ý nhìn hắn một cái. Dưới uy năng của hỗn độn đạo đồng, tu vi cảnh giới chân thật của Khương Hàng đã được hắn nhìn rõ không sót một cái gì. Sau đó, Khương Đạo Huyền mặt lộ vẻ vui mừng, cười nói, Hàng Nhi, mấy tháng không gặp, cũng không nghĩ ngươi bây giờ đã tu tới cảnh giới tinh luân, lần này tiến bộ thần tốc, quả nhiên là kinh sát người bên ngoài, không hổ là khương gia hàng nhi của ta. Sau khi đơn giản biểu đạt khen ngợi đối phương, Khương Đạo Huyền bỗng chuyển đề tài, ngữ điệu thâm trầm quan tâm. Chỉ là không biết. Ngươi, gần đây có khỏe không, tiếng nói vừa phát ra. Khương thần vốn còn không quá để ý, bỗng nhiên nhớ mày, nội tâm cảm thấy cực kỳ ngoài ý muốn. Hắn ta nhìn về phía Khương Hàng, không khỏi có chút khiếp sợ tự nhủ. Tinh Luân Cảnh, phải biết rằng, trong thế hệ trẻ tuổi của gia tộc hiện giờ, Khương Minh tiếp cận mình nhất, cũng chỉ dừng lại ở nguyên hải cảnh tầng 8 mà thôi. Cho nên, sau khi Khương Hàng lấy tu vi tinh luân cảnh, thình lình xuất hiện, hắn mới nhịn không được cảm thấy một trận sợ hãi tháng phục, quả nhiên, dự cảm lúc trước của ta không có phạm sai lầm, hắn cũng không phải hạ người đơn giản sự tò mò trong mắt Khương Thần càng thêm nồng đậm. Lúc trước viêm đệ sau khi mang đối phương về Thương Ngô Sơn, song phương lần đầu tiên gặp mặt, hắn mơ hồ cảm nhận được đối phương không đơn giản bây giờ nhìn lại quả là thế ngoại trừ tộc trưởng đại nhân thần bí khó lường ra tốc độ tu luyện của vị tộc đệ này cực nhanh có thể nói là có một không hai trong toàn gia tộc cho dù là chính mình cũng hơi có chút không bằng mà kinh ngạc qua đi giống như bị sự quan tâm nồng đậm trong lời nói của khương đạo huyền ảnh hưởng trong lòng khương thần lúc này không nhận được hiện ra từng trận cảm khái hắn thực sự không thể tưởng tượng. Đối phương ở xuất sơn du lịch mấy tháng nay. Đến tột cùng là đã trải qua dạng cực khổ gì, mới có hôm nay chi tạo hóa. Bên kia. Mắt thấy tộc trưởng bỗng nhiên điểm phá tu vi cảnh giới của mình. Hương Hàng lộ vẻ mặt xấu hổ, yên lặng nhìn Khương Thần một chút. Biết không thể tiếp tục giấu dốt, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Chỉ bất quá, cảm thụ được trong lời nói của đối phương để lộ ra vẻ ân cần, hắn vẫn không nhận được mà cảm thấy ấm áp cảm thấy thư thái vì vậy hắn hướng mặt về phía tộc trưởng chắp tay nói ra đa tạ tộc trưởng nhớ mong hiện giờ khương Hàng vẫn mạnh khỏe lại nói tiếp có thể tránh được trắc trở trên đường đi này may mà có cửu thiên huyền dựt lúc trước ngày ban cho chính vì có nó bảo vệ nên mới có thể giúp ta biến nguy thành an đồng thời cũng giúp ta bảo toàn được tính mạng và rèn luyện ra tu vi ngày hôm nay nghĩ đến việc mình rời khỏi thương ngô sơn không ở trong gia tộc nhưng vẫn thông qua cử thiên huyền dịch, thu được sự che chở của tộc trưởng đại nhân. Khương Hàng nắm chặt hai tay, nói tình chân ý thiết. Lòng cảm kích mãnh liệt đã lộ rõ trên mặt, Khương Đạo Huyền tiện tay vung lên, đạo vận tràn ngập giữa đất trời trong nháy mắt hóa thành một bàn tay hư ảo lớn, nâng Khương Hàng vốn đang quỳ trên mặt đất dậy. Dưới ánh mắt ngạc nhiên của Khương Hàng, Khương Đạo Huyền nhẹ giọng nói, đứa nhỏ này, sao lại ra ngoài một chuyến, ngược lại câu nệ như thế, mỗi lần gặp phải nguy hiểm đều có thể bình yên vô sự hơn nữa còn làm tu vi tinh tiến kết quả của tất cả những thứ này tuyệt không đơn thuần chỉ là công lao của pháp bảo lấy tu vi ít ỏi ngày xưa liền dám hạ quyết tâm rời khỏi thương ngô sơn xông xáo ra ngoại giới muốn giành lấy một tương lai hư vô mờ mịt ngươi không thể nghi ngờ là dũng cảm mà nguyên nhân lúc trước ta lựa chọn ban thưởng cử thiên huyền dực vừa vặn cũng chính là từ trên người ngươi nhìn thấy những thứ này nói đến đây cương đạo huyền không khỏi dừng lại một chút đồng thời trong đôi mắt giống như bao hàm nhật nguyệt tinh thần của hắn giờ phút này lại tràn đầy ý thổn thức đối với ta mà nói gia tộc chính là tất cả của ta cả đời khương đạo huyền ta tuy không có vợ con nhưng cũng không có con nối giỏi làm bạn thiếu sự kéo dài huyết mạch nhưng những vãn bối trong tộc gánh chịu ý chí của ta cả đời lấy phục hưng vinh quan gia tộc làm nhiệm vụ của mình lại là tinh thần ta kéo dài đều có thể tính là con nối giỏi của ta cho nên ta chưa bao giờ cảm thụ qua cô đơn Giờ phút này, tiếng nói của Khương Đạo Huyền đang không ngừng vang vọng bên tai Khương Hàng, cho dù ngữ điệu không tính sụt sôi, nhưng ở trong tai hắn lại có vẻ đinh tai nhức ốc. Khương Đạo Huyền nhìn Khương Hàng đang lâm vào không biết làm sao trước mắt, từ từ nói, Hà Nhi, hôm nay ta nói ra những lời này, chỉ là muốn nói cho ngươi biết. Cho dù là mất đi song thân, một mình lang bạc phiêu linh ở bên ngoài, cho dù là vô số lần, ở giữa sống và chết từng có bồi hồi, ngươi cũng không cần cảm thấy cô độc, bởi vì, ngươi có thể xem ta như phụ thân, mà ta, cũng sẽ vĩnh viễn đứng ở phía sau ngươi thay ngươi che gió che mưa lời vừa nói ra khương hàn lập tức cảm thấy hai mắt như là bị cát hút vào đặc biệt là hồi tưởng lại những đau khổ mà hắn gặp phải trong những ngày qua hắn càng cảm giác ấm áp hôm nay là đáng quý bực nào nội tâm của hắn rung động vạn phần rất muốn khóc lớn một hồi nhưng cố kỵ có vị tộc huynh khương thần ở bên cạnh hắn vẫn cố nén xuống không có ý tốt biểu đạt ra hắn chậm rãi ngẩng đầu trong mắt tất cả đều là thân ảnh tộc trưởng. Giờ khắc này, thân ảnh tộc trưởng trở nên càng vĩ ngạn, thình lình đạt đến một tình trạng xưa nay chưa từng có, đồng thời, các loại ân tình của tộc trưởng đại nhân đối với mình hiển hiện lên trong đầu. Cuối cùng, Khương Hàng quỳ xuống hai đầu gối, cúi đầu xuống, dùng tráng kề sát mặt đất lạnh lẽo. Khương Hàng, nguyện vì gia tộc, nguyện vì tộc trưởng đại nhân, cúc cung tận tụy, chết cũng không hối tiếc, mặc dù không trực tiếp xưng là cha. Nhưng ở sâu trong đáy lòng của hắn, tộc trưởng đại nhân sớm đã là nhân vật vĩ đại giống như phụ thân của mình, từ nay về sau, không có bất kỳ người nào có thể ở trước mặt hắn chửi bới tộc trưởng đại nhân, hắn sẽ hóa thành lợi kiếm trong tay tộc trưởng đại nhân, dốc hết toàn lực, bảo vệ tất cả sự vật trong tộc, cho dù là lấy tính mạng bản thân làm đại giá, cũng không tiếc, thấy tình hình này, Khương Đạo Huyền mặt lộ vẻ vui mừng. Chợt đi đến trước người Khương Hàng, vương hai tay, đỡ hắn đứng lên, cởi mở cười một tiếng, được được được. Hàng nhi, sự cố gắng, kiên trì, cẩn thận của ngươi, tất cả phẩm chất và biểu hiện ưu tú, ta đều thấy rõ. Bất kể ở đâu, ở đâu, ngươi đều cần phải nhớ kỹ, ngươi là vãn bối dũng cảm nhất của ta, ta chân thành tự hào và tự hào vì ngươi, vừa dứt lời, trong nháy mắt làm cho nội tâm Khương Hàng trở nên càng thêm kích động, loại cảm giác nhận đồng đến từ trưởng bối này. Khiến hắn như trút được gánh nặng, tất cả mệt nhọc tinh thần đều biến mất, mà lúc này, bên kia. Khương thần nhìn thấy cảnh này, không khỏi cảm thấy có chút hâm mộ. Nhưng mà, trận hâm mộ này cũng không duy trì quá lâu. Sau một khắc, dưới ánh mắt chăm chú của hắn, chỉ thấy đại bá mà mình kính ngưỡng nhất, bỗng nhiên quay người, nhìn về phía mình. Đương nhiên, thần nhi, ngươi cũng thế. Cương thần trợn tròn hai mắt, trong lòng hiện ra một luồng ấm áp. Hắn lập tức hiểu ra, thì ra đại bá chưa bao giờ quên mình. Chính mình cũng là vãn bối dũng cảm nhất trong lòng hắn, ngay sau đó, Khương Thần và Khương Hàng cùng nhau nhìn về phía tộc trưởng, trong mắt tràn đầy ước mơ và sùng bái, bọn họ nắm chặt nắm đấm, âm thầm hạ quyết tâm. Ngày sau nếu có người dám mạo phạm tộc trưởng đại nhân, như vậy trước hết qua bọn họ một cửa này, sau đó không lâu. Đợi cảm xúc của hai người dần dần bình phục lại. Khương Đạo Huyền nhìn về phía Khương Hàng, nhẹ giọng nói, Hàng Nhi, bây giờ ngươi trở về gia tộc, chắc hẳn không chỉ là vì ôn chuyện chứ, thân có tu vi nhật luân cảnh và thần thức thái âm cảm giác nhạy bén tự nhiên có thể nhìn thấu khương hàn còn có tâm tư khác nghe đến đó khương hàn nhớ tới mục đích chuyến đi này lập tức chấp tay cha tộc trưởng đại nhân tuệ nhãn như đuốc ta quả nhiên không gạt được ngài hắn vốn định trực tiếp xưng hô phụ thân nhưng sau khi tỉnh táo lại đúng là vẫn không biết xấu hổ nói ra miệng sau đó khương hàn lắc đầu tiếp tục nói hôm nay về núi chủ yếu là vì một chuyện mà đến lời vừa nói ra lập tức khơi gợi lên sự tò mò của Khương Thần. Hắn vô cùng muốn biết, đến tột cùng là đại sự bực nào, mới có thể để Khương Hàng rời nhà mấy tháng bỗng nhiên về núi, cố ý tới bẩm báo cho đại bá. Ánh mắt Khương Đạo Huyền khẽ nhúc nhích, nói nghe một chút. Khương Hàng nhanh chóng sắp xếp lại lý do thoái thác, trịnh trọng nói, tộc trưởng đại nhân, ngài có từng nghe nói tới địa ma giáo chưa, tiếng nói vừa phát ra. Khương Đạo Huyền nhớ mày, không biết vì sao đối phương lại đột nhiên nhắc tới chuyện này. Cương thần ở bên cạnh cũng nghi hoặc tương tự. Hắn nhịn không được nói, tên của địa ma giáo không chỉ lưu truyền rộng rãi trong cảnh nội thiên đô phủ ta, cho dù là ở phủ địa khác cũng được lưu truyền rộng rãi, sao chúng ta lại không biết, tộc đệ, ngươi đột nhiên nhắc tới việc này, chẳng lẽ là gặp phải bọn họ nhằm vào. Nhưng cần huynh tương trợ. Nếu thật sự không được, ngươi cứ nói ra, trực tiếp để tộc trưởng đại nhân làm chủ là được, ta ngược lại muốn xem xem, một địa ma giáo nho nhỏ, sao dám khinh thường người thương ngô khương gia ta trước không nói có tộc trưởng đại nhân làm chỗ dựa bản thân cũng là cường giả chuyển thế điện chủ linh thú điện khương tiểu bạch trong tộc là một vạn tượng chân quân thực lực cực mạnh có những nội tình này làm chỗ dựa hắn cũng sẽ không sinh ra nửa điểm sợ hãi đối với địa ma giáo càng không có chút lui bước nào mà lúc này theo lời khương thần vừa dứt cảm thụ được trong lời nói của đối phương lộ ra vẻ thân thiết khương hà nhịn không được trong lòng ấm áp giờ khắc này Thắng rốt cuộc hiểu được, vị tộc huynh này của mình đến tột cùng là bằng vào cái gì, mới trở thành nhân vật thủ lĩnh trẻ tuổi trong tộc, càng đạt được vô số tộc nhân ngưỡng mộ cùng sùng bái, đó là một loại mị lực nhân cách cường đại như ánh sáng mặt trời, tất cả tộc nhân của Trạch Mộc, người như vậy, dường như trời sinh đã có tiềm lực trở thành lãnh tụ, so sánh với nó, Khương Hàng chỉ cảm thấy có chút tự mình xấu hổ, thật giống như bóng tối lạnh lẽo tiếp xúc với ánh mặt trời ấm áp, theo Bản năng sinh ra cảm giác không khỏe nhưng nghĩ đến căn nguyên của địa ma giáo cùng nhà mình, hắn vẫn lắc đầu, vội vàng đem loại cảm giác không khỏe này ném ra sau đầu. Rồi vội vàng giải thích, cũng không phải như thế, mà là địa ma giáo này có quan hệ rất lớn với Khương gia chúng ta, rất nhanh, Khương Hàng đã nói ra tất cả những gì mình biết được. Giáo chủ địa ma giáo cùng với mình sinh ra huyết mạch rung động, địa ma giáo Khương gia nhất mạch tất cả đều cùng mình đồng dạng sinh ra rung động, hoài nghi đối phương cùng nhà mình ở mấy trăm năm trước cùng thuộc một nhà, nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.